ẩn sau đoạn thư từ chức của Jack Ma là bài học sâu sắc có thể khiến cuộc sống của bạn thay đổi bất ngờ. Không ai có thể làm mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của người khác. Lá thư từ chức mà Jack Ma gửi đến khách hàng, cổ đông và nhân viên của Alibaba là một bức tâm thư cực kỳ xúc động, nơi ông gửi gắm những ước mong cho tương lai của tập đoàn, những kỳ vọng vào người kế nhiệm và hơn hết là những lời khuyên đáng trân trọng ông đúc rút được sau gần 20 năm đứng ở cương vị người điều hành. Những lời khuyên của Jack Ma cũng là bài học cuộc sống sâu sắc dành cho tất cả mọi người ở mọi lĩnh vực. 1. Bạn không thể tự làm mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta có thể là những người tự lập, có thể tự đối diện với nghịch cảnh và tự gặt hái thành công, nhưng bạn không thể làm việc đó một mình. Mọi thành công bạn có được đều có một nền tảng nhất định mà ở đó bạn được hưởng quyền lợi từ sự đóng góp của người khác. Đó là trường học, là cách bạn được nuôi dưỡng, là cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Luôn có những người đi trước đã đặt sẵn nền móng cho những người đến sau. Quan điểm này của Jack Ma hoàn toàn giống như một bài phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2012, những lời nói khiến không ít người tức giận vào thời điểm đó. Ông nói, có rất nhiều người Mỹ giàu có, thành công đồng ý với tôi rằng họ muốn đền đáp lại một thứ gì đó. Họ biết rằng thành công của họ không đến từ cá nhân. Bạn không tự làm được việc đó. Sẽ có người nghĩ, tôi thông minh thế này cơ mà. Đúng, nhưng ngoài kia cũng có bao nhiêu người thông minh đấy. Người khác lại nghĩ, tôi thành công vì tôi chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Đấy là bạn chưa biết ngoài kia có hàng tá người cũng cần mẫn, miệt mài mỗi ngày thôi. Nếu bạn thành công, đó chắc chắn là một dãy dài những sự hỗ trợ. Đó là từ giáo viên nào đó đã dạy dỗ bạn, từ ai đó đã thiết lập nên hệ thống giáo dục Mỹ cho bạn phát triển toàn diện, ai đó đã đầu tư vào hệ thống giao thông vận tải cho việc di chuyển dễ dàng hơn. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp thành công, nó càng không phải do bạn tự làm ra, là ai đó đã lao động, ai đó đã phát triển hệ thống Internet tốc độ cao. Bộ phim không thành công vì một diễn viên, nó còn phụ thuộc vào một đội ngũ hùng hậu phía sau. Vì thế, bạn đừng nghĩ rằng thành công này là do mình bạn tạo ra, nhiều cái đầu thì chắc chắn sẽ sáng tạo hơn một người. Luôn ghi nhớ, không ai có thể tự làm mọi thứ. 2. Bạn sẽ không là người lãnh đạo mãi mãi. Chúng ta đều có giới hạn cuối cùng của mình, đó là cái chết. Ngay cả khi không nói về điều đáng sợ đó thì những thứ khác như cơ hội, sở thích, các mối quan hệ cũng không thể ở đỉnh cao mãi mãi. Jack Ma cũng tự biết rằng sẽ có lúc ông không còn đủ năng lượng, sức khỏe hay thời gian để lãnh đạo Alibaba nữa. Hầu như trong kinh doanh, những người sáng lập luôn là những người có chuyên môn cao trong một lĩnh vực cụ thể nhưng phải khiêm thêm rất nhiều năng lực khác mà vị trí lãnh đạo yêu cầu. Đến một mức độ nào đó, khi anh ta đạt đến một phạm vi kinh doanh vượt quá khả năng quản lý của mình thì việc thay thế là tất yếu để doanh nghiệp tiếp tục vững bước đi lên. 3. Để thành công thực sự, những cam kết của lãnh đạo phải tiếp diễn ngay cả khi không có họ điều hành. Là người lãnh đạo giỏi, bạn phải biết xây dựng cho tương lai. Doanh nghiệp có thành công hay không sau khi chuyển giao lãnh đạo quyết định năng lực của bạn, người tiền nhiệm. Nếu bạn khao khát thực hiện những điều lớn lao thì bạn phải suy nghĩ vượt ra ngoài bản thân mình. Jack Ma đã viết trong bức tâm thư của mình, được đào tạo để trở thành một giáo viên, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì tôi đã đạt được. Giáo viên luôn muốn sinh viên của họ vượt qua mình, do đó, trách nhiệm mà tôi và công ty phải làm đó là giúp những người trẻ hơn, tài năng hơn có thể đảm nhiệm những vai trò lãnh đạo để họ kế thừa sứ mệnh của chúng tôi, giúp mọi người có thể buôn bán một cách dễ dàng ở khắp mọi nơi của chúng tôi. Thực hiện sứ mệnh này nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ, giới trẻ và phụ nữ trên toàn thế giới là đam mê của tôi. Đây không phải ý định duy nhất của chúng tôi ngay từ những ngày đầu, nhưng tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội thực hiện nó. Để hiện thực hóa ước mơ đằng sau sứ mệnh này, đòi hỏi sự tham gia của nhiều người hơn và là nỗ lực liên tục của các thế hệ Aliren chứ không phải chỉ duy nhất Jack Ma. Nếu bạn đã tìm được người mình muốn giúp đỡ, hãy bắt tay vào để cùng họ hun đúc và tạo ra một con đường dẫn đến thành công ngay cả khi không còn sự có mặt của bạn ở bên. Trái ngọt thu được lúc ấy còn lớn hơn những con số ở tài khoản ngân hàng. Và đó chính là sự tồn tại của thành tựu theo đúng nghĩa của nó. Theo Minh An, thời đại. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.